Hi guys, so we are on our way to pick up two baby cats that we are having. We're in the taxi now. We're supposed to arrive there in like 20 minutes. We have the basket ready here. Okay, hello mọi người. Thì bây giờ tụi Trinh vừa về đến nhà, cũng đã gần 9 giờ rồi mà chưa có ăn gì hết. Là bây giờ thì tụi Trinh sẽ để cho hai bé mèo ở trên phòng để cho quen dần với lại không gian xung quanh, và tụi mình sẽ đi ăn tối. Hôm nay thật sự là một ngày rất là emotional. Đây là lần đầu tiên mà mình nhận nuôi mèo, và một lần là nhận tới hai con luôn, cho nên là mình đang rất là hồi hộp, bối rối, không biết phải làm gì. Mà may mắn là có chồng mình ở đây, thì chồng mình có rất là nhiều kinh nghiệm nuôi mèo trước đây rồi, nên là hy vọng thì mọi thứ sẽ ổn. Trinh sẽ tiếp tục update tình hình sau nha. Thì mấy bé còn đang rất là sợ, chui ra ngoài được có một chút thì lại chui vô lại nữa rồi. Để cho mọi người xem sơ sơ qua những đồ mà tụi Trinh đã mua nha. Chắc là Trinh sẽ làm một cái hô nhỏ nhỏ, nhưng mà bây giờ show cho mọi người xem trước. Đó, cái bên là cái chỗ để tụi nó đi. Đây là cái giường, rất là dễ thương. Trời ơi, Trinh rất là vui khi mà tìm được cái giường này. Trinh định là sẽ cho nó vô trong kẹt bàn, cái chỗ mà Trinh hay để đồ trang điểm các thứ đó, để mình nhét thử coi là vừa không nha. Ok mọi người, cuối cùng thì cái giường nó không có vừa lắm, nhưng mà chắc là nhét nhét như vậy. Tại vì mèo nó rất là thích chui ở dưới gầm giường vậy á, cho nên là tụi mình sẽ thử để đây một đêm. Cái này thì cũng gần giường tụi mình ngủ, cho nên là tạm thời ở đây nha. Sau đó thì mình sẽ lấy cái rổ này ra ngoài, cái thùng để mà vận chuyển hai bé đem ra ngoài. Chứ không, nếu mà để đây thì tụi nó cứ chung vô đây hoài, không có chịu chui ra. Cái bên là cái toilet. Rồi xong, ở bên đây thì tụi mình để khu vực ăn uống ở đây. Hello mọi người, bây giờ là sáng hôm sau. Update mọi người một chút về tình hình các bé. Tình hình là cả đêm qua thì các bé get adapted nhanh hơn là vợ chồng mình tưởng. Cả đêm thì cũng cứ chơi đùa, lúc mà hai vợ chồng mình ngủ thì hai đứa lại chơi với nhau. Nói chung là cũng loạn cả lên, chui khắp cả góc ngõ, làm rất là nhiều tiếng ồn. Nhưng mà cũng không đến nỗi là quá tệ như là mình nghĩ. Hello Domino. Bạn này thì hơi bị nhát, qua giờ về thì mặt rất là sợ, lúc nào cũng đi kèm với lại bạn Pizza kia. Thì đây là bạn Domino, là bạn em. Nhìn mặt rất là tội, qua giờ thì chỉ cứ núp ở một góc vậy đó, không có lại gần mình nhiều như là Pizza. Mino ơi, Mino. Còn đây là Pizza, cứ chui vô đây suốt thôi. Đây là cái bàn làm việc của chồng mình á, rất là thích chui với góc kẹt đó. Xong rồi tìm khắp mọi chỗ để leo lên leo xuống, chui, bọn mình phải che chắn đủ thứ, chứ không thôi là không tìm được chỉ luôn. Tên này thì hôm qua giờ cứ chui vô đây. Mình cũng đang không biết là bạn vô đây để đi toilet hay là giống như một cái chỗ để lẩn tránh á. Tại vì kiểu sợ người mà. Nên là hôm nay thì chồng mình nói là sẽ lấy cái phần nắp ở trên ra, để cho bạn không có chui vô đây bạn trốn nữa. Còn bây giờ thì mình phải sửa soạn chuẩn bị để đi làm đây. Sáng nay thì mình vừa mới tắm xong. Sáng nay thì dậy rất là sớm, tại vì hai bé mèo đánh thức hai vợ chồng mình tầm khoảng 6 rưỡi là đã dậy rồi. Nhưng mà xong rồi chơi với hai chị tới bây giờ là trễ giờ làm rồi. Nên là bây giờ mình sẽ chuẩn bị đi làm đây. Nếu mà mọi người thích video về mèo, đặc biệt là hai bé mèo của mình á, thì hãy comment bên dưới cho mình biết nha. Cho nên là trước mắt thì chắc là Trinh sẽ kết thúc cái video này ở đây. Coi như đây là một cái lời chào của Domino và Pizza đến với tất cả mọi người. Hy vọng mọi người đã thích video này. Nếu mà thích thì đừng quên like và subscribe cho YouTube channel của Trinh nha. Cảm ơn mọi người, tạm biệt. Pizza. Pizza. You try to mislead me, right? Right? I thought you run away. Okay, no. I'm gonna, huh? Gonna. No! Huh? You don't make keep on doing something. So what you want? What are you doing now? Going now.
Where is it? Pizza. Can you take off your legs? Where is it? Pizza. Yeah.